Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 2 2021. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 120. Hôm nay những đức đọc những công đoạn trong quyển sách của Pháp Nhiên Niệm Phật Yếu Ngữ. Có một vị này đem đưa những đức, khi những đức coi sơ qua thấy những công đoạn trong đây như chích lục sẵn từng câu, toàn là tán thán pháp môn niệm Phật rất là đặc biệt. Những đức cái cách học tập là làm sao mà mình gầy dựng được cái tín nguyện niệm Phật của mình cho thật kiên cố, và tự nhắc mình rằng dù mình niệm Phật một ngày nào mình có gặp sự cố gì của cuộc đời, giống như mình việc thế gian mình mắc trắng sạch hết, không còn gì hết. Dù là tan nhà mất mạng cũng tin câu Phật hiệu tới cùng. Nghĩ rằng tất cả những cái cảnh duyên trước mắt chúng ta thấy đều là vô thường. Duyên hợp thì đến, mà duyên hết thì xa thôi. Chỉ có một câu Phật hiệu này chúng ta phải nắm cho chắc. Đời này phải giải quyết vấn đề sanh tử. Nên cái cách học tập là những đức niệm câu Phật hiệu làm gốc chính. Dù là đọc muôn kinh vạn luận, đọc tất cả sách của chư tổ sư, những đức cũng thích lấy những văn tự chính của tín nguyện niệm Phật thôi. Còn tất cả những cái bài xích này kia những đức không có màng đến, không quan tâm. Chỉ lấy cái tán thán, tán thán pháp môn niệm Phật. Vì mình tụng trong kinh A Di Đà, sáu phương Phật, đông tây nam bắc, phương trên phương dưới, đều là tán thán Đức Phật A Di Đà. Và Đức Thế Tôn là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta cũng tán thán. Ngài nói một câu rằng giả sử Như Lai ưng xuất thế, di thiết di đà bổn nguyện hải. Ngài tán thán Đức Phật A Di Đà, tán thán thế giới cực lạc. Và phiên chúng ta nên niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhiều vị tổ sư cũng đều khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mà chỉ ngay chỗ này thôi, vậy thì mình phải làm sao để mình gầy dựng lòng tin mình niệm Phật cho thật là kiên cố tâm. Nên cái cách học tập của những đức là không có nhiều văn tự mà lôi ra nhiều cái lý giải. Vì mình nhận thức rằng con người mình bây giờ căn tính kép, lôi ra nhiều lý giải nghĩ rằng là giúp cho họ đoạn nghi, nhưng càng nghe càng nghi. Có khi cả đời của họ, họ nghe nhưng mà họ cứ nghi hoài, nghi đến chết, họ không thành công. Nên bây giờ những đức có một cách học tập rằng là những đức sẽ quy hướng thôi. Nghĩa là văn tự làm sao mà nó quy về niệm Phật, tán thán niệm Phật thôi. Chứ không thích là phân tách lý giải về cái việc mà nói ra cái người này nghi rồi cái người kia giải thích, không nói vòng vo nữa. Tại vì sao?
vì mất thời gian và con người bây giờ bẩm sinh là nghi, họ thích nghi thì cho họ nghi. Chúng ta gầy dựng tín nguyện niệm Phật, những người nào hữu duyên thì cùng gầy dựng tín nguyện niệm Phật, cùng nhau niệm Phật. Những ngày tháng chúng ta sống vô cùng an lạc, vô cùng tự tại. Chúng ta niệm Phật đi vào phương hướng sống rất tích cực, trong tiêu cực. Đem Phật Pháp, đem Pháp Môn Tịnh Độ áp dụng trong cuộc sống, sống những ngày tháng rất tự tại. Gia đình nghèo giàu hay có danh không có danh cũng đều sống rất tự tại. Tại vì cuộc đời con người mấy chục năm ngắn ngủi, nên sống tự tại, sống làm sao những ngày tháng vui vẻ, không buồn giận hận trách ai để trong tâm, sống lành mạnh, sống vui vẻ, không có phải tìm niềm vui từ những cái vị trí hư hỏng, ăn chơi sa đọa, không phải. Mà chúng ta tìm niềm vui từ niệm Phật, sống những ngày tháng ăn chay, niệm Phật phóng sanh và không bị danh lợi buộc ràng. Đây là cuộc sống vô cùng đặc sắc và tự tại. Nên những đức quy hướng về chỗ niệm Phật làm chính. Quy tất cả những cái vọng niệm, suy nghĩ sầm bậy, thiện ác dính mắc gì cũng quy về A Di Đà Phật. Lấy câu A Di Đà Phật để thu nhiếp tất cả những thứ đó, để những thứ đó nó quy về câu Phật hiệu và đồng hóa với câu Phật hiệu. Không có phân tách nhiều, không có mở rộng nhiều. Tại vì mình nhìn cái căn tính của người mình bây giờ kém cỏi quá. Càng phân tách, càng lý giải chừng nào thì họ càng loạn chừng đấy. Và có khi họ sanh ra cái ngã chấp nặng. Từ nơi đó mà những đức đọc những văn tự chính về tán thán danh hiệu A Di Đà Phật. Thí dụ như giờ Đức Phật mà dạy trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói người có phước thì mới tin Pháp Môn Tịnh Độ. Và Đức Phật A Di Đà, ngài đã trải qua thời gian lâu xa để tu hành, và tu khi đạt được chánh quả thì ngài phát nguyện. Mà nguyện nguyện điều gì chúng sanh? Giống như người cha mà tạo ra một sự nghiệp, người cha này rất cực khổ tạo được sự nghiệp. Người cha này đem sự nghiệp cho lại cho đứa con này. Đứa con này có tâm tiếp nhận hay không? Cổ người cha làm cực như vậy, bây giờ người cha cho lại con, con có quỳ xuống để mà cung kính tiếp nhận cái cổ này của cha tặng con hay không? Nếu con hoàn toàn cung kính và tiếp nhận, vậy thì cổ này là của con. Vậy bây giờ cái người có phước là người như thế nào? Người có phước, Đức Phật A Di Đà nói là người niệm A Di Đà Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngày cũng nói rằng người niệm A Di Đà Phật là người có phước. Và giống như cái câu chúng ta mới nói là cái người niệm A Di Đà Phật là cái người tiếp nhận cái của đầy đủ hết mà Đức Phật A Di Đà đã tạo sẵn đem cho người niệm Phật đó. Người niệm Phật này có dám nhận hay không? Có dám tin hay không? Có dám cung kính nhận cái của này hay không? Này là quan trọng này. Người không có phước là người không dám nhận. Người không dám nhận là người không tin rằng một câu Phật hiệu niệm là đầy đủ phước báo. Thí dụ chúng ta tu lục độ vạn hạnh, nếu như chúng ta lý giải lục độ vạn hạnh ra để mà tu, để đạt tiêu chuẩn, thì thế gian hiện tại không tìm ra người này. Bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ, khó tìm ra cái người để đạt được cái chỗ tu hành lục độ vạn hạnh. Nhưng trong lục độ vạn hạnh này, sáu điều này vẫn quy về một câu Phật hiệu.
Mà chư tổ sư còn nói là muôn kinh vạn lựng, Đức Thế Tôn giảng 49 năm nằm gọn trong câu A Di Đà Phật. Do chúng ta không tin, do chúng ta nghĩ rằng một câu Phật hiệu nó ít quá, chắc chưa đủ, thì là chưa đủ phước. Người có phước là người mỗi ngày niệm A Di Đà Phật, sống an lạc, sống vui vẻ, sống tự tại. Đối với việc được mắt thế gian, mình không phải là bất cần, nhưng mà nó không buộc ràng được mình. Hôm nay được thì chúng sanh được, ngày mai mắt thì chúng sanh mắt, vậy thôi. Chúng ta đủ phước thì có, chúng ta không đủ phước thì không có. Chỉ còn động lại trong tâm mình một câu A Di Đà Phật làm chính. Như vậy thì sống trong cõi đời này vô cùng tự tại, vô cùng an lạc. Nên pháp nhiên niệm Phật yếu ngữ có những câu rất là hay này: Thánh đạo môn tuy thâm diệu, nhưng thời điểm và căn cơ chẳng tương ứng. Thánh đạo môn là ngoài pháp môn tịnh độ. 84,000 pháp môn mà Đức Thế Tôn hướng dẫn chúng ta bỏ môn tịnh độ ra, thì toàn bộ gọi là thánh đạo môn, là pháp tu tự lực. Nên Ngài nói rằng là tuy thâm diệu nhưng thời điểm và căn cơ chẳng tương ứng. Và Ngài nói tiếp là tịnh độ môn hình như là nông cạn, nhưng thời điểm và căn cơ đều tương ứng. Thời mạt pháp 1,000 năm, các kinh điển khác đều tiêu diệt, chỉ còn pháp môn Di Đà để cứu độ chúng sanh. Nên Đức Phật mới quyền ký để cho chúng ta nhận thức đó quý vị. Thời chánh pháp 1,000 năm trì giới thành tựu, thời tượng pháp 1,000 năm thiền định thành tựu. Thì từ 2,000 năm đó bắt đầu tới thời mạt pháp, thì Đức Thế Tôn Ngài quyền ký là tịnh độ thành tựu. Nên công đoạn này mới nói là tịnh độ môn hình như là giống cạn cợt, nhưng thời điểm và căn cơ đều tương ứng. Là từ khi bước qua tượng pháp đến thời mạt pháp, nên chư tổ sư còn dính trong thời tượng pháp, các ngài phải tu các pháp khác, giống như thông hiểu và đạt tiêu chuẩn. Nhưng cuối cùng Ngài điều dạy người ta niệm Phật. Tại vì trong thời điểm đó tu các pháp ngoài tịnh độ, còn có nhiều người tu có đạt tiêu chuẩn cao lắm, nên chư tổ phải tu các pháp khác, phải đạt tiêu chuẩn rất cao, và cuối cùng quay về tán thán tịnh độ. Vậy thì người ta mới nhận thức pháp môn tịnh độ. Nếu như trong thời điểm đó mà tự nhiên đi vào tịnh độ luôn, đi tán thán tịnh độ, thì người ta không tin. Người ta nghĩ rằng nó quá cạn cợt, quá tầm thường, vì người ta có khả năng là tu các pháp khác. Mà trong thời đó tu các pháp khác đã ít có người thành tựu, nên chư tổ sư đã nhìn được căn tính và nghe theo lời Đức Phật dạy, nên cuối cùng vẫn là quy hướng tịnh độ, tán thán danh hiệu Phật A Di Đà để cho chúng sanh niệm theo. Như 13 vị tổ sư của tịnh độ tông, thì trong đó có 7 vị là tu ngoài pháp môn tịnh độ và giống như được truyền tâm ấn, nhưng cuối cùng các ngài đều quy hướng niệm Phật, tán thán danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Đây là những đức đọc và lịch sử của chư tổ sư rất rõ ràng. Nên công đoạn này mới nêu lên rằng là thời mạt pháp 1,000 năm, các kinh điển khác đều tiêu diệt, chỉ còn pháp môn Di Đà để cứu độ chúng sanh. Đến khi mà kinh giáo diệt tận thì còn đúng pháp môn tịnh độ,
để tiếp dẫn chúng sanh. Vì chúng ta từ bây giờ chúng ta đã gặp Pháp Môn Tịnh Độ rồi, quý vị nghĩ chúng ta phước báo nhân duyên cỡ nào? Không lẽ mình đợi đến khi kinh giáo diệt tận, lúc đó không biết mình sanh trong cái dạng nào mình không biết. Nên thôi bây giờ chúng ta đang gặp Pháp Môn Tịnh Độ thì chúng ta nắm cho chắc đi. Nên những đức dùng cái cách học tập là quy hướng về Pháp Môn Tịnh Độ, tán thán danh hiệu Phật A Di Đà, gây dựng lòng tin thật kiên cố. Nên câu đầu như đức nói, dù cho có tan gia bại sản mất mạng, gặp sự cố gì cũng niệm Phật tới cùng luôn. Vì bỏ niệm Phật là tu cái gì giờ? Bây giờ tôi không có cần thiết nói rằng thành tựu hay không thành tựu, tôi vẫn niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc luôn, không cần nói chắc chắn gì hết. Tôi không nói cái gì là chắc chắn hết. Bây giờ nếu nói là tu hành thì tôi sẽ tu Tịnh Độ, còn nếu nói không tu Tịnh Độ thì là nghỉ tu, vậy thôi. Thì quý vị thì có niệm Phật hay không niệm Phật kệ quý vị. Quý vị có nói rằng niệm Phật không biết có chắc ăn hay không, kệ quý vị. Quý vị thấy cái gì chắc ăn quý vị cứ tu đi. Nhưng riêng những đức thấy rằng mười mấy năm nay những đức gặp Pháp Môn Tịnh Độ, những đức thấy rằng một câu Phật hiệu này niệm, từ một kẻ không ra gì mà ít gì những đức cũng ra gì được một chút. Những đức nói ra gì được một chút nha, chứ tôi không phải nói hay ho gì đâu, nhớ. Nên những đức thấy khi mình coi là ngày Chủ Nhật, khi mình hướng dẫn Phật tử ngày Chủ Nhật, quý vị coi để ý đi. Khi những đức niệm Phật, cái tâm những đức nó cũng an lạc, nó cũng vui. Còn ngày Chủ Nhật về nó chiêu cảm làm sao quý vị? Khi những đức nói chuyện, cái vui nó quá đà, nó vui quá quý vị, quá vui. Nhưng mà chắc đó cũng là cái nhân duyên chúng sanh ta về, người ta vui làm sao đó, mình mới nói chuyện vui vậy vậy. Nhưng mà nhìn cái hình thức vui của những đức, hình như nó hơi lộ lại. Nếu mà người mà có duyên dày với mình thì người ta thấy người ta vui với mình là bình thường gì. Nhưng người nếu mà người ta không thích những đức là thấy phản cảm lắm ấy. Thì coi để ý đi, nếu người không thích là thấy phản cảm. Nhưng mà đã là không thích rồi thì dù sao nó cũng không thích. Nó thương người thương cả lối đi mà, ghét người ghét cả tôn ti họ hàng. Thí dụ như bây giờ người ta mà ghét những đức đi, người ta ghét luôn những người mà học tập với những đức. Người ta mà thương những đức thì người ta nghe những người nào mà quý những đức, người ta nghe người đó, người ta cũng thích người đó, đúng không? Rất là rõ ràng. Nên từ nơi đó mà những đức thấy rằng là ngày Chủ Nhật cái hình thức của mình chia sẻ Phật Pháp có những cái mà nếu ai cũng thích thấy nó phản cảm, rất là phản cảm. Nhưng mà thôi mình sống miễn sao hết lòng mình thôi, hết lương tâm mình thôi, chứ dè dặt cũng thấy nặng nề, nhưng mệt mỏi, phàm phu mà. Tôi đi từ từ thâm nhập. Nó từ từ cái công đức niệm Phật tự nó điều chỉnh lại. Với tuổi trẻ mà, tuổi trẻ mà nếu giống ông già thì cái này nó không đúng, đúng không? Nên nguyên lý của con người giống như leo thang vậy đó. Từng cái cấp thấp nhất nó từ từ. Nó giống như trời mưa nó thấm từ từ, thấy không? Giống như mình ốp đồ ăn vậy đó. Mới ốp thì chưa thấm đâu, để nó qua đêm gì đồ ăn nó mới thấm được, đúng không? Nó phải có thời gian. Cho nên những đức á, niệm Phật những đức á, quy hướng làm sao mình tán thán Tịnh Độ thôi. Giống như bây giờ những đức đọc văn sao của Ấn Tổ, hay đọc 13 vị tổ sư của Tịnh Độ Tông. 13 vị tổ sư của Tịnh Độ Tông, các ngài có khả năng tu tổng trì quy hướng niệm Phật cầu sanh cực lạc thành công đó quý vị. Không phải là các ngài chỉ nói A Di Đà Phật không đâu, các ngài nói nhiều lắm. Nhưng mà khi những đức đọc sách của các ngài là những đức chú tâm vào cái chỗ cuối cùng kết luận các ngài niệm Phật sanh cực lạc. Những đức học vậy đó, nên những đức học không bị tạp. Còn nhiều người thì dính vào văn tự luôn, họ không có biết được rằng là cái căn cơ mình bây giờ kém hơn cái thời của chư tổ. Chư tổ có thể tu các pháp khác để làm nền móng và niệm Phật quyết chí cầu sanh cực lạc. Các ngài đạt tiêu chuẩn quy hướng, dù là tu tổng trì nhưng quy hướng niệm Phật cầu sanh cực lạc, các ngài có khả năng này. Nên trong sách vở ghi các ngài vẫn có tu các pháp này pháp kia pháp nọ, nhưng cái chỗ kết luận của các ngài là gì? Niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thì chúng ta suy nghĩ ra chỗ này, suy nghĩ ra, chúng ta suy nghĩ rằng nếu căn tính mình bây giờ mà học như chư tổ thì mình sẽ mất thời gian,
Và đến cuối cuộc đời mình vẫn không đạt được luôn. Khả năng mình bây giờ chỉ có cái chỗ là mình nên nhìn vào cái kết luận của chư tổ là niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc. Vậy tại sao bây giờ mình không gieo nhân niệm Phật để cuối cùng niệm Phật dễ hơn? Vì căn tính mình bây giờ loạn tạp, hiểu không? Và thời gian thì cơm áo gạo tiền của mình quá mất nhiều thời gian. Nếu như bây giờ mà mình học theo chư tổ sư thì hình như mình không có khả năng học và mình cũng không có đủ thời gian để học. Nên bây giờ chúng ta lấy có vật này để tán thán, làm sao tất cả con người niệm Phật họ không bỏ công việc mà họ vẫn tu được và vẫn gây dựng tín nguyện được, họ vẫn đời này được giảng sanh. Nên những đức nói một câu rằng giảng sanh không giảng sanh mà tôi thấy tôi niệm Phật là tôi được lợi ích hiện, hiện tại tôi thấy lợi ích rõ ràng, rõ rệt, mà làm nhiều việc lợi ích cho chúng sanh tôi thấy rõ rệt luôn. Nên tôi tán thán niệm Phật. Từ nơi đó cách học tập những đức là tán thán danh hiệu Phật A Di Đà, tán thán hết lòng. Dù con có hư hỏng con cũng tán thán A Di Đà Phật. Dù cái miệng con có nói bậy cỡ nào đi chăng nữa, con cũng quyết định con dùng cái miệng này con tán thán A Di Đà Phật. Chắc là Ngài cũng không trách con đâu. Không phải Ngài trách rằng cái miệng mày dơ quá, mày tán thán danh hiệu của ta không đúng. Không phải. Con nghĩ con là phàm phu vẫn còn sai, nhưng con biết niệm Phật là tốt. Cái hư cái sai của con, nếu không niệm Phật thì con không còn có cửa để được giải thoát. Nên câu đoạn này mới nói rằng nè: chẳng lẫn có tội hay vô tội, chẳng kể là trì giới hay phá giới, nếu căn cứ vào thời điểm và căn cơ thì chỉ có pháp môn tịnh độ hạnh niệm Phật là yếu pháp để thoát khỏi sinh tử trong đời này. Câu này rất hay. Quý vị coi trong thời mạt pháp này chúng ta phần nhiều là tạo nghiệp. Nếu nói là tăng sức gia thì quý vị coi phần nhiều phá giới. Quý vị coi đúng không? Nên cái văn tự này dạy rất là hay. Không phải kêu chúng ta đi phá giới, hiểu không? Nhưng mà vì cái căn tính mình nó quá hèn kém, nên dù là sức gia tu đạo đi chăng nữa vẫn hư, vẫn làm sai. Nhưng còn một cửa màu để cứu mình, đó là quý vị dám tin câu Phật hiệu này không? Dám tin không? Vì dám tin câu Phật hiệu này để cứu độ quý vị không? Còn nếu như quý vị lao theo cái chuyện phá giới hư hỏng luôn, không có một cái pháp tu giải thoát, vậy thì bị tiêu. Mình biết cái căn tính mình bây giờ hoàn toàn giữ được mình thì nó không đạt được tiêu chuẩn, có hư. Nhưng mà mình phải biết cái hạn chế của cái hư, và mình phải có một phương pháp tu gây dựng lòng tin mình phải tu. Dù là mình hư cái nào mình cũng phải tu pháp môn tịnh độ, chắc chắn niệm Phật từ từ. Như lời Ấn Tổ ngày dạy, niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, niệm lâu dài sẽ chuyển được phàm tâm. Chắc chắn nhận được tin. Có nghĩa là mình bước một phát mình làm không được, nhưng mình tin rằng từ từ mình sẽ thâm nhập, chắc chắn. Nên cái cách hướng dẫn này nó rất phù hợp vào cái căn tính con người trong thời mạt pháp này. Và chúng ta thấy mình có cơ hội, thấy có cơ hội. Nên trong thời mạt pháp này nói rằng chúng ta niệm Phật để đạt một công phu gì, quý vị sẽ rớt chắc. Quý vị niệm Phật, quý vị muốn dành nhiều thời gian, quý vị nhập thất, quý vị ở trong thất, quý vị niệm Phật, những đức nói quý vị rớt chắc chắn luôn. Từ khi quý vị tu, quý vị có sự trải nghiệm rồi xong, quý vị thấy không được rồi, phải trở lại chung đạo mà tu thôi. Vậy thì quý vị có cơ hội. Nếu như quý vị đã nghĩ rằng mình bước lên rồi mà không bước xuống thì quý vị té chắc luôn, chắc chắn là té. Nếu mà nói rằng trong thời mạt pháp này mà tu pháp môn tịnh độ mà quý vị mà không làm việc gì, quý vị ngồi trong cái phòng, quý vị đóng cửa, người ta nấu cơm quý vị ăn, vậy thì pháp môn tịnh độ này không có hợp cơ trong thời mạt pháp, không hợp cơ. Mà pháp môn tịnh độ này nói là tam căn khổ độ phàm thánh tề thâu. Vì sao? Vì tất cả các căn cơ thượng trung hạ đều thu nhiếp, pháp môn tịnh độ này thu nhiếp được hết. Nên Phật A Di Đà được mười phương chư Phật tán thán là quan trung cực tôn, Phật trung chi vương, hạnh nguyện vua của các vị Phật, không thế nào nghĩ bàn nổi đó quý vị. Một con người tạo tội ngũ nghịch mà nếu biết quay đầu niệm Phật mà còn được cứu, được giảng sanh thì cực lạc. Nên Ngài nói rằng niệm ta cứu. Người niệm A Di Đà Phật là người có đầy đủ phước báo nhân duyên.
Người không niệm A Di Đà Phật thì quý vị chưa đủ phước báo nhân duyên. Tin không? Không tin thì thôi. Tôi tin. Quý vị nghĩ quý vị không tin, quý vị làm được cái gì? Bây giờ quý vị nghĩ quý vị tin, quý vị được cái gì? Tin thì niệm A Di Đà Phật. Những đức mười mấy năm nay, những đức tin hay không tin gì? Những đức cũng không hiểu rõ ràng được ở trong đó. Nhưng mà những đức chỉ cần niệm A Di Đà Phật, những đức thấy có lợi ích hiện tại luôn. Và càng niệm Phật thì càng thâm nhập vào pháp môn tịnh độ này, và cảm thấy rằng tịnh độ đặc biệt vô cùng. Thật sự mà nói, những đức càng học tập về tịnh độ, quý vị cứ nghe đi, càng học là càng thích. Nên tất cả những người trong chùa nè, những đức nói với quý vị nghe nè, thời gian học tập này của những đức, những đức kiên nhẫn lắm, học tập được gì. Nên có những người trong chùa nghĩ rằng họ, quý vị hiểu rồi đúng không? Cái buổi những đức nói chuyện, buổi ăn cơm, quý vị nghe một chút quý vị bỏ đi chỗ khác đúng không? Những đức nói bị tiêu á, chứ gì biết. Lúc trước có một chú này, ổng bên cạnh những đức, ổng làm phim với những đức. Nửa năm đầu mỗi ngày ổng ngồi nghe những đức nói chuyện. Ông chú tâm đừng có nói, ông nghe xong là ông điều vô ông nói những đức, tâm đắc vô cùng. Ông nghe xong tín nguyện niệm Phật vô cùng. Bắt đầu gần một năm sau bắt đầu là ông ngồi, ông nghe những đức. Ông tại vì ông thu âm những đức mà. Những đức ngồi để nói chuyện, những đức thấy ông bên ngoài, ông ngồi ông gõ gì ngoài. Bon 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 ngoài không biết nữa. Hoặc là làm gì sọt sẹt bên ngoài không biết nữa. À, thường những buổi nói chuyện ông cứ làm sọt sẹt bên ngoài. Những đức nói ông này tiêu. Có nghĩa là ông nghĩ rằng bây giờ mình niệm Phật mình biết rồi. Ông nghe ông biết rồi. Bắt càng không càng nghe nữa đâu. Thì quý vị biết rằng càng ngày cái ngã nó nổi lên. Rồi bức ông luôn. Dứt ông luôn chứ không nói gì. Quý vị nghĩ trong khi người ta chia sẻ Phật Pháp, được cái cơ duyên làm những cái tập phim đưa lên mạng cho người ta coi. Cái ý nghĩa cuộc đời này đúng là một nam nhi đại triệu phu. Nó sống nó có một ý nghĩa vô cùng gì. Rất là nhiều người nghe Pháp Môn Tịnh Độ này được lợi ích mà. Nhưng mà dài ba năm sau, mà trong khi đi tu là khó khăn vô cùng đấy, ngay vì trở ngại chung chung chuyện gia đình luôn. Vậy mà khi được rồi bắt đầu là tự mình bức mình khỏi căn gia đình bức. Nên rõ ràng câu người xưa nói, vì coi có đúng không? Năm đầu học Phật, Phật ngay trước mặt. Khi ông mới đầu học Phật, gia đình của ông đến lôi kéo ông, bắt ông. Ông dùng mọi cách ông quyết định ông niệm Phật. Ghê không? Tính nguyện mạnh gì? Năm đầu học Phật, Phật ngay trước mặt, rõ ràng. Năm thứ hai học Phật, Phật đến chăn chờ. Đúng rõ ràng. Năm thứ hai ông học Phật, thì lúc đó tự nhiên mang tâm ngã mạn, thiếu sự cung kính. Tâm lợt lạc đối với nhân sinh con người liền. Sống trong chùa, không có qua lại chơi với ai hết, thành cô lập. Năm thứ ba học Phật, Phật tan theo mây khói, tức khắc ông đi ra khỏi chùa. Rõ ràng không? Xác thực 100% luôn đó quý vị. Nên người trong chùa mỗi buổi ăn cơm những đức bắt lên nửa tiếng này cho quý vị nghe. Quý vị mà không biết chân quý quý vị tiêu quý vị liền. Cái người ngoài đời mà người ta hai thờ này người ta giữ, người ta nói rằng người ta tu an lạc vô cùng. Vì sao? Vì mình niệm Phật, mình có tâm giảng sanh. Dù mình còn phạm lỗi lầm, nhưng mà người ta nói người ta, mình còn cơ hội. Đúng rồi, mình nghe gì mình phải thích thú vô cùng. Mình thấy rằng mình còn cơ hội. Mỗi ngày được sự động viên để mình có cơ hội. Mình gây dựng tín nguyện để mình niệm Phật. Mình mới vô chùa tu mà, người ta hướng dẫn mình mà. Tới giờ chia sẻ nghe một chút, chạy về phòng nghỉ. Vì bị tiêu mạng, vì đã sắp sửa tiêu rồi đó. Vì nói đùa hả? Tôi cũng mong tình độ này nó đơn giản lắm mà. Một câu vật hiệu mà quay tới quay lui hoài, mà vì không ngán, quý vị nói quý vị phải làm sao? Người phải làm sao? Một câu ai vật niệm đến cùng mà chia sẻ hoài, những văn tự có thể nói là vô cùng gần gũi, mà nhắc hoài cho quý vị coi, hiện tại ở thế gian này vì có thấy có mấy người nào mà có thể nói về pháp môn tịnh độ mà nói hoài, nói niệm Phật hoài, nói hoài, trì giới cũng nói niệm Phật, bố thí cũng nói niệm Phật, thiền định cũng nói niệm Phật, trí tuệ cũng nói niệm Phật, cái gì cũng nói niệm Phật hết. Quý vị kiếm đi mấy người nói như vậy, người ta phải giải văn tự rộng ra, rồi người ta dài ba câu cuối mới kết luận. Còn những đức thì tán thán niệm Phật hoài luôn, tán thán niệm Phật, tán thán niệm Phật, tán thán niệm Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Bất cứ một căn cơ nào, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm Phật là người có phước. Tôi tin. Ai không tin thôi, tôi tin. Nó cứ hết lòng vậy đó.
Phật A Di Đà nói nè, của báo này con, ta trao cho con nè, con nhận không? Nhận, nhận thì có liền. Nhận bằng cách nào? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Được rồi đó, đặc biệt rồi đó. Chắc chắn cả đời vì mà tu gì là vì thành công. Dù quý vị còn lỗi lầm gì đi chăng nữa, quý vị chỉ cần tin vào câu Phật hiệu, niệm đi, chân thật mà niệm đi, quý vị sẽ có cơ hội thành công chắc chắn. Hôm nay chúng ta học đến đây quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.